Xe điện VinFast lên tàu đi Mỹ, khoảnh khắc lịch sử của hãng xe điện Việt Nam. Sáng nay ngày 25 tháng 11, 1.000 chiếc VF8 đã chính thức lên tàu để vận chuyển đến các thị trường lớn như Mỹ, Canada hay châu Âu. Đây đều là những chiếc xe sẽ được bàn giao đến tay khách hàng quốc tế đã đặt hàng trước đó. Từ hồi tháng 9, bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng Giám đốc của VinFast Toàn Cầu đã chia sẻ, hãng xe Việt đã nhận được khoảng 6.500 đơn hàng trên toàn thế giới. Như vậy, sau khoảng 2 tháng sản xuất, 1.000 chiếc VinFast VF8 đầu tiên đã được hoàn thiện để sẵn sàng vươn ra biển lớn chinh phục thị trường toàn cầu. Những chiếc VinFast VF8 được xuất đi từ cảng Đình Vũ, Hải Phòng và lên chiếc tàu có logo và dòng chữ VinFast đã và đang làm xôn xao mạng xã hội tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Cũng giống như tại Việt Nam, VinFast VF8 trên thị trường toàn cầu sẽ được phân phối với hai phiên bản là Eco và Plus. Mức giá cho VF8 Eco tại thị trường Mỹ là 40.700 USD. Với VF8 Plus, giá bán sẽ là 47.700 USD. Khách hàng tại thị trường Mỹ sẽ có hai gói tư bin để lựa chọn bao gồm gói cố định và gói linh hoạt. Gói linh hoạt dành cho những khách hàng ít di chuyển với mức thuê bao hàng tháng là 35 USD cho VF8. Mức giá này áp dụng cho phạm vi di chuyển là 310 dặm mỗi tháng. Từ dặm 311 trở đi, chi phí thuê bin cho mỗi dặm là 0,11 USD với VinFast VF8. Giá gói thuê pin cố định hàng tháng cho VF8 là 110 USD, không giới hạn về quãng đường di chuyển. Đặc biệt, khách hàng mua VF8 trong năm 2022 này và sử dụng gói thuê bao cố định sẽ được hưởng mức giá thuê pin không đổi trọn đời. Chính sách này còn được tự động áp dụng cho chủ sở hữu mới sau khi xe được bán lại. Với việc tách chi phí mua pin ra khỏi giá bán của sản phẩm, đại diện đơn vị này khẳng định đã nhận về mình mọi rủi ro liên quan đến pin của xe, đảm bảo duy trì được mức giá hợp lý cho sản phẩm, đồng thời loại bỏ lo lắng cho người tiêu dùng về chất lượng pin trong quá trình sử dụng. Chúng tôi cam kết bảo hành pin trọn đời và chi trả mọi chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và thay pin miễn phí khi khả năng sạc xuống dưới 70%. Chính sách thuê pin được xem là giải pháp then chốt để cơ hội chuyển sang sử dụng xe điện trở nên dễ dàng hơn, cho phép VinFast trở thành chiếc xe của mọi người, vị này nhấn mạnh. Đại diện hãng này còn cho biết, để hỗ trợ khách hàng, VinFast sẽ áp dụng chế độ thuê pin trên toàn bộ số xe được bán ra trong 2 năm đầu là 2022 và 2023. Từ năm 2024 trở đi, chỉ còn 50% số xe bán ra áp dụng chế độ cho thuê pin nói trên, số xe còn lại sẽ bán kèm pin. VinFast VF8 là mẫu xe điện thông minh toàn cầu thuộc phân khúc SUV cỡ D với thiết kế 5 chỗ ngồi, kích thước tổng thể các chiều dài rộng cao lần lượt là 4.750, 1.934 và 1.667mm. Xe được trang bị hệ thống trợ lái nâng cao ADAS với loạt tính năng tiên tiến như hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe thông minh, triệu tập xe thông minh, hỗ trợ đỗ xe từ xa. Nếu như anh em nào mà thường xuyên theo dõi Zonia Supercar Vlog thì các bạn cũng đã sẽ biết được là mình cũng đã có một clip giới thiệu riêng về các công nghệ của ADAS xuất hiện trên VinFast VF8. Ngoài ra, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh Smart Service với các tính năng điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói, quản lý xe từ xa qua ứng dụng của VinFast, mua sắm trực tuyến, chơi trò chơi điện tử trên màn hình và đồng bộ với điện thoại cũng mang đến trải nghiệm đẳng cấp ấn tượng cho người dùng. VinFast VF8 có hai phiên bản pin gồm Eco và Plus. Phiên bản Eco được trang bị động cơ điện có công suất tối đa là 348 mã lực, mô men xoắn cực đại là 500 Nm. Pin có khả năng di chuyển quãng đường tối đa là 420 km trong một lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP. Phiên bản VF8 Plus được trang bị động cơ có công suất lớn hơn ở mức 402 mã lực, mô men xoắn cực đại lên đến 620 Nm. Pin có khả năng di chuyển tối đa khoảng 400 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP. Ưu điểm tuyệt đối của động cơ điện so với động cơ đốt trong là khả năng đạt mô men xoắn cực đại tức thời, giúp VinFast VF8 tăng tốc ấn tượng, vận hành êm ái và mang lại những cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đây là khoảnh khắc lịch sử của hãng xe Việt khi 1.000 chiếc VinFast VF8 đầu tiên lên tàu và bắt đầu vươn ra biển lớn để chinh phục những khách hàng khó tính tại Mỹ, Canada và châu Âu trong thời gian tới.